nay hiu quạnh, em thấy đôi vai cô lạnh, em nhớ yêu thương hôm nào, bây giờ đã khuất xa rồi. Hòa mình vào ly rượu đắng rồi cứ thế quay cuồng, hình dung anh vẫn còn đang cạnh ai. Còn lại gì ngoài cuộc gọi đến khuya, 3-4 giờ chỉ còn người ta vẫn thầm thương cho nhau vào tin nhắn kia, vẫn còn đây nhưng anh nơi đâu không về. Thanh xuân của người em yêu em đã lấy nhưng chẳng hứa gì, anh buông câu nói chia tay nhưng anh mới là kẻ đáng thương. Anh phải hạnh phúc nhé, cả đời cứ ơn trái do.